tối ngày 20 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để điều tiết giao thông, xử lý vụ cháy xe khách dường nằm. Trước đó vào khoảng 17 giờ cùng ngày, xe khách dường nằm chở khoảng 34 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc này hướng Phan Thiết Thành phố Hồ Chí Minh khi đến km số 5, đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam thì bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện xe cháy, tài xế tấp xe vào làn đường khẩn cấp, mở cửa xe và bỏ qua hành lý để hành khách lấy tài sản thoát khỏi xe. Ngay sau đó, lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe, bốc khói ngùn ngụt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều xe chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi và thiêu khung. Rất may, tất cả các hành khách đều được an toàn. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tại hiện trường để điều tiết giao thông. Trước đó vào sáng cùng ngày, một xe tải bốc cháy trên đường này. Ngày 20 tháng 8, công an phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận trình báo của anh Phó Huy Vinh là shipper giao đồ ăn 30 tuổi của Tân Bình về mất trộm tài sản. Sau đó, phóng viên anh Vinh cho biết vào khoảng 20 giờ tối ngày 19 tháng 8, anh nhận được đơn hàng có địa chỉ ở một quán và trên con đường ở Đồng Xoài, phường 13 quận Tân Bình. Đến địa chỉ trên, dừng xe hiệu Future trước cửa quán. Trong lúc chờ lấy đơn, thì hai thanh niên bịt kín mặt tiếp cận xe của anh Vinh. Sau đó mọi người bước xuống xe, khoảng 5 giây thì xe anh Vinh đã bị bẻ khóa lấy đi. Lúc này, anh Vinh quay ra ngoài thì xe đã bị mất. Lúc đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh, nhưng không tìm cách giao nốt đơn hàng vì đã nhận. Anh Vinh nói và cho biết ban ngày mình đi làm công ty, tối giao hàng kiếm thêm vì cuộc sống khó khăn. Chủ quán cho biết đã nhiều năm mở quán, nhưng đây là lần đầu tiên bị mất xe. Theo người này, ở đây an ninh rất tốt, nhưng shipper để xe ở ngoài cũng đã quen. Ngày 20 tháng 8, công an quận 12 Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Trần Quang Bình sinh năm 1999 ở quận 12 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Sáng ngày 18 tháng 8, anh Nguyễn Hải Hà là nhân viên cửa hàng tiện lợi Family Mart tại đường Trường Chinh quận 12 đến công an trình báo bị cướp tài sản. Anh Hà trình bày trước đó một nam thanh niên đeo khẩu trang của cửa hàng mua đồ dùng lợi dụng anh Hà đếm tiền cuối lại thì nam thanh niên rút dao đe dọa của anh Hà phải mở két sắt chứa tiền của quầy thu ngân và cướp đi khoảng 10 triệu đồng. Nên trong vào cuộc đến 8:30 cùng ngày, công an quận 12 vào một nhà trọ ở Hóc Môn thì phát hiện Vinh chuẩn bị dùng ma túy cùng nhóm bạn nên đưa về trụ sở. Vinh khai để có tiền mua ma túy nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Vào rạng sáng ngày 18 tháng 8, Vinh vào cửa hàng thực hiện vụ cướp rồi rời khỏi hiện trường. Khi chạy bộ đến một đường hẻm của đường Trường Chinh quận 12, Vinh đã ném bỏ con dao nêu trên tại đầu hẻm rồi tiếp tục chạy đến cuối hẻm và cởi bỏ bộ đồ đang mặc bên ngoài. Sau đó, Vinh chạy ngược ra đầu hẻm và đón xe ôm đến nhà của bạn ấp Tây Lân, xã Ba Điểm, Hóc Môn. Tại đây, Vinh kiểm tra phát hiện số tiền vừa cướp được là khoảng 65 triệu đồng. Tiếp đó, Vinh đến nhà cầm đồ chuộc xe máy đã cầm trước đó.